lời hứa năm xưa tôi ấp ủ trong lòng. Em bây giờ vui quạt áo phù quy, lên xe hoa cùng người, bỏ lại sau lưng bao tháng ngày em đêm. Trong lòng sao vẫn thấy nao nao, mong xua đi huyền thoại, đừng gặp gỡ nhau chi, chua xót tình lỡ làng. Say giấc mộng ban đầu, yêu người thuở mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn. Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về, lá thư ướp mộng hồng cho mối tình xanh như khung hát. Ai đã hẹn với thề để rồi mỗi duyên thơ ra đi chẳng giã từ. Ngày em thấy áo hoa pháo đỏ diều nông, có ai nát cả cõi lòng. Đừng nhìn em bước bên chồng, giờ giang khắng sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hàn vui duyên mới? Hai mươi năm cuộc diều còn đây, uống qua tháng ngày cố quên đi người, say hoài sầu công vơi. Tình duyên ta tiến uống thêm ly này, ôm giấc mộng lỡ làng. Những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trăng tàn. Từng thu thay lá, lá rơi đắp mô cuộc tình. Lá bay chất nắng tuổi đời, nhớ người ta rót ly này. Thôi em hãy về đi, còn gì cho nhau, tôi ôm trọn vào lòng. Huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng, nhớ trong lòng sao vẫn thấy nao nao, mong xua đi huyền thoại, đừng gặp gỡ nhau chi, chua xót tình lỡ làng. Từng thu thay lá, lá rơi đắp mô cuộc tình. Lá bay chất nắng tuổi đời, giọt ly này. Từng thu thay lá, lá rơi đắp
đời nhớ người. Ta gió ly này không biết là các vị giám khảo của chúng ta đã nhận ra được là ca sĩ thần tượng nào đang ở trên sân khấu không ạ? À? Thật ra tôi muốn có một tiết mục thật như này với bốn danh ca này trên sân khấu. Nhưng bây giờ mình chưa coi được thì nhờ chương trình ca sĩ thần tượng mình coi được là bốn cái danh ca này cùng hát chung bài thì nó sẽ ra như thế nào. Đó là Đan Nguyên, Quang Lê, Mạnh Quỳnh và Chế Linh. No, Trường Vũ. Tôi lại thấy là giống Chế Linh hơn. Nhưng mà đúng, vừa Chế Linh vừa Trường Vũ. Mình thấy bạn này giống hát Chế Linh thì không biết anh theo đuổi hình tượng của Chế Linh hay là Trường Vũ ạ? À, thế thì bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn ha, bắt đầu từ anh luôn nha. Ok, dạ, anh tự giới thiệu về mình đi và chia sẻ cho giám khảo Trấn Thành biết là anh có phải hóa thân thành danh ca Chế Linh hay không. Dạ, xin chào bốn vị ban giám khảo, xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Trường Dũng, xin gửi lên tại Vĩnh Long. Thật ra thì mình giả thần tượng ca sĩ Trường Vũ. Cái đoạn sâu là anh hát giống như chú Chế Linh luôn. Thật sự là Tuyết rất hiểu Thành luôn á, bởi vì lúc hồi nãy bạn hát mấy câu đầu á, Tuyết biết là bạn giả Trường Vũ, nhưng mà Tuyết cũng say qua nói với anh Nam cũng khá là hoang mang. Thì Tuyết nói là bạn này giả Trường Vũ nhưng chất giọng của bạn lại hơi giống Chế Linh. Nên đó là lý do mà tôi và Trấn Thành có cái sự suy nghĩ lịch lạc khác nhau như thế. Có nghĩa là bạn chưa đủ thành công trong bài hát này về Trường Vũ. Dạ xin mời. Không sao đâu ạ, mình dù nghĩ rằng là đây là phần lộ diện đầu tiên thôi, chỉ có một chút xíu đất diễn cho bạn. Không sao, chúc cho bạn sẽ tự tin hơn ở vòng tiếp theo nhé. Chúng ta đến với thí sinh tiếp theo. Chào bạn, bạn tên gì, đến từ đâu, bao nhiêu tuổi? Dạ, em xin chào ban giám khảo. Em tên là Thái Bình, em đến từ Bình Dương. Tên là Thái Bình, đến từ Bình Dương. À, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi và bạn đang làm công việc gì? Dạ, em sinh năm 88, nghề nghiệp tự do. Nghề nghiệp tự do. Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn đó, chia sẻ rất ngắn gọn. Kêu làm đó, kêu nói cái làm thinh. Nói cái làm thinh. Nhưng mà không sao, chúng ta cũng kịp biết tên là bạn là Thái Bình rồi. Nhưng bạn hãy chia sẻ cho chúng tôi biết bạn đã hóa thân thành thần tượng nào, để xem có chính xác với sự dự đoán của ban giám khảo phía dưới hay không. Dạ, em hóa thân thành Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh. Tiếp tục ạ. Chào bạn. Em chào hai chị MC. Em là Nguyễn Duy Long, em đến từ Nghệ An. Và em năm nay 20 tuổi. Em đang là sinh viên. Bạn hóa thân thành? Và em hóa thân thành ca sĩ Quang Lê. Rất là rụt rè, có tuổi 20 luôn á. Xù sao em qua đây nè. Em để cho chị tiếp không, bạn. Không, em phải qua đây để em thấy được cái dấu hiệu tuổi già của em. Bé, em qua đây. Tôi nó dừng hàng liền luôn á. Rồi, dấu hiệu tuổi già gì em đứng kế bên bạn luôn nè. Em tự tin luôn nè. Như giỡn hai cha con thật sự luôn quý vị. Không xuống đứng không bằng, cao không bằng. Bạn đến với cuộc thi này là lý do gì? Em đến chương trình được thỏa niềm đam mê ca hát và được đứng trên sân khấu hát cho tất cả mọi người cùng nghe, và nhất là được hát cho bốn vị ban giám khảo yêu quý. Dạ, một tràng pháo tay cho bạn, còn hơi rụt rè tí xíu. Bạn ơi, bạn còn đi học đúng không? Vâng, em đang là sinh viên. À, sinh viên trường nào đấy bạn? À, sinh viên trường luật. À, chào bạn. Mai mốt rồi em làm luật sư rồi ra tòa em cãi sao ta? Cãi theo giọng hát nha anh. Dạ thưa tòa, tôi thì muốn trình bày là thân chủ của tôi. Em ơi. Nói lại từ đầu em. Dạ thưa tòa, là thân chủ của tôi là tôi muốn trình bày. Tôi muốn nghe rõ hơn em ơi. Nhưng thưa tòa, đây là lớn nhất của tôi rồi. Cho nên là giám khảo Trấn Thành cũng như mọi người thấy là bạn đang còn rụt rè, hơi nhỏ nhẹ một tí xíu. Nữa, em có cần sợ chị Khả nữa. Như hôn em một cái cho em tỉnh hồn lại không? Nhiều khi hôn xong xỉu luôn, khỏi đi. Xa luôn đó. Thôi kệ đi, thằng bé nó mới lớn, đừng làm cho nó bị một tràng hổ tay, bị ám ảnh á. Ừ, dạ, okay. Một tràng hổ tay là em nghĩ là bạn đã tự tin lên rồi. À, anh có thể giới thiệu về mình. Mình là Quang Nghị. Lần đầu tiên xin gửi đến bốn vị ban giám khảo cùng tất cả các bạn khán giả lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng. Thật sự khi mình xù đi, khi mà cái phần hóa thân của bạn thì phía dưới trầm trồ rất nhiều. Vậy thì bạn có thể nói cho chúng tôi biết bạn hóa thân thành nhân vật nào hay không? Quang Nghị hôm nay đến chương trình thì hóa thân thành một ca sĩ cũng Quang Nghị rất là thích, đó là anh Đan Nguyên. Đan Nguyên. Với sự hóa thân này, mọi người phía dưới trầm trồ lúc nãy thì bây giờ có thể chia sẻ cái cảm xúc luôn được không ạ? Chắc chị Minh Tuyết đi. Chị Minh Tuyết gặp anh Đan Nguyên hình như gần là thường xuyên luôn á. Hôm nay gặp lại Nghị hơi khá bất ngờ.
biết cái giọng hát của Nghị rồi, nhưng mà không có nghĩ là Nghị hôm nay Nghị bắt chước giọng hát của nam ca sĩ Đan Nguyên. Hôm nay Nghị hát rất là khá giống Đan Nguyên. Hy vọng là vào vòng trong Nghị hát một bài hát riêng. Rất là khá giống thì có nghĩa là rất giống hay khá giống? Rất giống là sẽ rất là giống, khá giống là chỉ hơi hơi giống, mà rất là khá giống có nghĩa là rất là hơi không, hơi hơi giống có nghĩa là không giống. Là gần như giống nhưng mà không giống nè. Thế thì bây giờ em phân tích theo toán học là rất giống 100%, hơi khá giống là 50%, cộng lại chia đôi là 75%. Dạ, xin cảm ơn em rất là nhiều. Em yêu chị. Vâng. Đừng có đụng đến đôi nha, nhà văn ngồi bên đây. Bởi vì hôm nay á, cô Tuyết mặc áo màu xanh, áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường, sờ thư tình chưa đủ nghĩa yêu đương, anh pha mực cho vừa màu áo em. Trời ơi, siêu, siêu luôn á. Các vị giám khảo chúng ta rất là hoạt ngôn, rất là thông thái kể từ khi mặc chiếc áo dài vào. Mọi thứ gần như bế tắc. Không. Như em phải hiểu, đây là thần thái hết. Yeah. À, thần thái ạ. Chúng tôi đang dần tiến vào hoàng cung rồi. Nên em đừng có như vậy. Đó chỉ là những cái bước đầu thôi, giống như các bạn thí sinh đúng không? Hát cái bài đầu đôi khi không phải sở trường. Nhiều khi vô cái bài gốc hát hay hơn thì chúng tôi cũng vậy, mới cái mở đầu thở nhẹ thơ thôi. Một lát em sẽ thấy là anh Nam ảnh ngâm luôn nha. Bình tĩnh. Phải nói là phần mở màn của bốn bạn thí sinh tuần này rất là đặc biệt và còn rất là nhiều điều đang trong đợi nữa. Và tiến gần hơn với sở trường, xin mời quý vị cùng đến với vòng biến hóa. Chiều nay vắng bóng em rồi, còn đâu mong đợi hỡi người tôi yêu. Chữ nghèo sao ác nghiệt thay, làm cho hai đứa cách hai phương trời. Chiều nay vắng em, lòng anh thấy buồn, nhớ gì cho bằng anh nhớ người yêu. Người yêu tôi vẫn mong chờ, trọn đời trọn kiếp yêu nhau. Xin em hãy nhớ đừng quên, đường đông phố vui lòng sao vẫn buồn. Đêm thời gian bằng khói thuốc vàng tay, tìm đâu môi mắt một người, ngày nào mình bước chung đôi, giờ này mình anh bước lẻ loi. Em ơi, nhiều đêm anh nhớ về em, làm sao anh ngủ được yên, ước chi mình không ngăn cản. Nghèo hai bàn tay trắng, anh biết đời còn nhiều cay đắng, anh làm sao đẹp lòng em yêu. Mình không thấy nhau, lòng như heo gầy. Nếu mà sau này không cưới được em, xin hứa câu này, dù rằng mình cách xa nhau mà lòng mình không thiếu tình yêu, thì anh xin hứa câu này, dù rằng mình cách xa nhau mà lòng mình
mời nhận xét cảm nhận của ban giám khảo. Chắc mời chị Tư trước nha. Mời chị Tư ạ. Không, tại vì hai người này đang bức xúc nhiều lắm. Chị để hai người này nói chuyện. Mời chị Tuyết trước ạ. Mời chị. Chị để nói nha, coi có giống Thành không. Thứ nhất, cái vấn đề lận cận giữa Trấn Thành và Tuyết ở chỗ là Trấn Thành nói là bạn bắt chước Chế Linh, mình nói là bạn bắt chước Trường Vũ. Nhưng mình hiểu Trấn Thành nói bởi vì sao? Âm sắc của bạn là âm sắc của chú Chế Linh, nó bén hơn anh Trường Vũ rất là nhiều. Mặc dù khi mình nghe thì mình thấy bạn có những cái nức nở của anh Vũ, hoặc là có những cái phát âm giống, nhã chữ giống anh Vũ, nhưng chưa giống lắm. Nhưng mà vì anh Vũ với lại chú Chế Linh nó rất là gần nhau. Bây giờ để nói có giống ý của Tuyết không nhầm. Anh mê anh Vũ và anh nghe anh muốn hát theo cách của anh Vũ, nhưng trời sinh vô tình cái giọng anh giống chú Linh. Chính và cái cách nhã chữ của anh cũng giống chú Linh, nhưng mà anh đang lấy cái mà mình đang có chú Linh đi ép ngược lại là để giả anh Trường Vũ, có đúng không? Dạ, xưa nay thần tượng của em là Trường Vũ. Đó, tức là cái này là nó vô tình nha. Thích vô tình. Cái của anh mà trời cho đó là cái giọng anh, cái phát ra cái âm sắc nó giống cái màu giọng của chú Chí Linh. Và cái cách anh nhả chữ luôn, cái cách anh xử lý chữ luôn, mà cái thói quen âm nhạc của anh nó là giống như chú Chí Linh. Mặc dù anh lại mê anh Trường Vũ là thần tượng của anh. Nhiều khi là anh không biết là anh có cái chất Chế Linh này. Anh không, không biết đúng rồi. Là bản thân anh có chính chất xác. Chế Linh trong người luôn. Em đảm bảo điều đó. Đúng không anh? Anh chỉ biết là anh mê Trường Vũ anh rồi. Anh hát nhạc Trường Vũ vậy thôi. Anh vẫn quả quyết là anh mê Trường Vũ. Và anh không cần biết là anh có cái chất giống chú Chế Linh. Ngày hôm nay nhờ ba giám khảo mới phát hiện ra mình có cái chất của chú Chế Linh ở trong đó. Thì bây giờ anh vẫn muốn theo anh Trường Vũ hay là anh muốn theo Chế Linh? Đó là anh phải quyết định. Anh phải quyết định. Tại để vì người cho đi anh theo ý anh ý. Suốt cái cuộc thi này. Dạ em đam mê Trường Vũ thì em hát Trường Vũ rồi. Từ xưa giờ. Dạ. Bây giờ chỉ còn một cách, nếu anh muốn đi tiếp tục trong cuộc thi này thì anh phải cố gắng để mà tập sao cho nó gần giống anh Trường Vũ. Nè anh Vũ anh ra là anh còn phải đi như thế nào? Không, tôi là Như Quỳnh bà ông. Như Quỳnh là như bà công chúa nha, ông Trường Vũ bước ra hú hồn này nha. Không giờ rồi em ngủ đi thôi. Ơi đâu mà lo lắng em ơi. Anh yêu mà biết biết mãi sau. Còn hơn sầu có đổi thay màu. Chẳng lẽ mẹo hại hay sao? Cảm ơn sự thị phạm rất là chi tiết của ban giám khảo dành. Và cũng anh. Như thường lệ, Như sẽ khuyên thí sinh là đúng. Hãy chắt lọc tất cả những chiêu trò cũng như là những cái kinh nghiệm mà giám khảo truyền đến cho thí sinh. Rõ tay, chúc mừng anh Trường Vũ. Chúc mừng anh. Đầm vỡ cây đàn dần đời, đầm vỡ cây đàn. Người ơi người ơi, tình ơi tình ơi, đầm vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như phôi, giận người điên đảo quên lời. Đầm vỡ cây đàn dần người, con gái yêu đàn. Buồn ơi, làm sao để nguôi? Đầm vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang dòng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương.
trong xóm tin nàng. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắm gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đâm vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Đâm vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Hiện diện trên sân khấu của chúng ta có những vị giám khảo rất thân với ca sĩ Quang Lê. Đó, đó là ca sĩ Minh Tuyết. Kinh họ khủng. Thân đến mức độ họ cùng ốm và cùng tăng cân như nhau. Những câu chuyện xoay quanh về Quang Lê thường là những câu chuyện về ăn uống. Nó đã trải dài suốt mùa 1 và mùa 2 lại bắt đầu rồi quý vị ạ. Bây giờ đường bàn về anh Quang Lê tội nghiệp ảnh, hiểu dạ, không? Tại vì NASA rồi. Báo xuống cho anh biết là Quang Lê hiện nay là trên 100kg rồi. Nên là bây giờ mà cứ bàn về đó tội nghiệp ảnh. Mà bây giờ chị Tuyết một lát nữa chị sẽ chia sẻ rất nhiều câu chuyện về anh Quang Lê, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà chị tin chắc là bạn sẽ gặp nhiều phiền phức với lại ca sĩ Minh Tuyết, là bởi vì đây là người ta là bạn thân nên người ta hiểu rõ. Với góc độ của Xin á thì chỉ nói như thế này thôi. Trước tiên phải khen bạn. Bạn nhỏ, thấy không? Bạn có 20 tuổi đầu, đẹp trai, cao ráo, mặc như Isaac mà đi lựa Quang Lê là hình tượng là thấy ngon rồi, thấy không? Hát giọng Quang Lê thật sự nha, không phải dễ bắt chước. Bởi vì quá sạch. Âm thanh quá sạch, quá hay, thì đòi hỏi cái người ca sĩ bản thân giọng phải đẹp cái đã. Cái thứ hai là bạn hát thiếu sự say mê và chủ động. Quang Lê hát không? Chuyện ngày qua tôi gặp người em gái, là bạn vui hết sợ vui. Thì em cũng phải để ý những điều đó nha. Chứ còn thật ra đối với anh thì em có cái tiềm năng, nhưng dĩ nhiên nói sâu hơn là chị Minh Tuyết sẽ biết được những cái khuyết điểm của em. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời ca sĩ Minh Tuyết ạ. Thứ nhất cái mà chị thấy là chất giọng em nó không giống Lê chút xíu nào đó. Chất giọng của Lê á nó trong và nó sảng ra lắm. Còn giọng của em nó hơi ấm ấm và đầy hơn một tí. Rồi cái thứ hai nữa, chị phải dùng một câu là Quang Lê đó, ngoài cái giọng đẹp thì Quang Lê xử lý rất tinh tế và hát rất chuẩn. Vì thế muốn bắt chước Quang Lê vô cùng khó. Cho nên đó là một cái điều vô cùng cực khó cho em. Mà với chị nha, chị thấy em không giống Quang Lê rất nhiều luôn. Và nhất là cái bên ngoài em lại càng không giống. Có nghĩa là Quang Lê đang thần tượng em thì đúng hơn, bởi nó ao ước sẽ có được cái tướng giống như em. Trời dễ đất thôi. Ơi không những chỉ có bí cho thí sinh mà còn tác luôn thần tượng người ta. Bây giờ nhắc cái nhẹ về cái chuyện ngoại hình của ca sĩ Quang Lê, dạ, chúng tôi tạm thời gác cái thời điểm này lại. À, năm 17-18 tuổi lúc mà ca sĩ Quang Lê còn khoảng 100kg hả? Gì? Không, hiện tại là khoảng 100kg, như là mọi người nói là nó dao động thôi. Không, nhưng mà trước đây anh ta từng mập như thế. Mình hiểu Khả Như nó nói là anh Lê đã từng có một cái ngoại hình, dạ, sắp xỉ một tạ mấy. Thì ảnh mới bắt đầu ảnh muốn vào một trung tâm ca nhạc. Ảnh phải tìm mọi cách để ảnh gầy gần như chứ em chưa một được như chút thế này. Thì để ảnh vào được trung tâm. Và sau khi ảnh thành danh, ảnh tìm lại chính mình bằng ảnh trở lại. Cho nên là trong cái giây phút này thì em nghĩ là chúng ta nên vinh danh cái khoảng thời gian mà anh ấy đã từng gầy gần giống như bạn này bằng một bức hình mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn ngay xin ở đây rồi ạ. Xin mời ạ. Trời ơi. Wow. Đây là Quang Lê. Thời điểm đây là thời điểm đây. Quang Lê đây là lúc mà Trấn Thành hát bài Sương Trắng miền quê ngoại. Bây giờ Trấn Thành sẽ hát một bài vinh danh. Dạ vâng, một bài vinh danh giống như anh Quang Lê, giống như các chương trình Oscar mà quý vị vẫn thường xem. Nhìn vào Quang Lê nè.
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ. Cho tôi tìm lại ngạnh cũ năm nào. Ngạnh cũ năm nào. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị phải thương Quang Lê. Lê á, vì cái cơ địa của Lê á, nếu mà Lê ăn ít á, Lê khó chịu lắm. Và Lê khổ là cái bản thân của Lê á, là Lê rất thích ăn mỡ. Và cái ngày mà Lê muốn được ốm như vậy để được vào trung tâm hát, để được trở thành ca sĩ, Lê phải làm tất cả mọi thứ có thể, thậm chí nó ảnh hưởng đến cả sức khỏe của Lê luôn á, thì Lê mới có thể được có ngày hôm nay. Đó là một sự hy sinh vô cùng lớn. Nghe thương quá. Thiệt. Cho nên mọi người ơi, hãy thương yêu chúng em, những người nghệ sĩ rất là mê ăn. Dạ. Một tràng pháo tay. Hai chị em tụi tôi nói với nhau rằng nếu chúng tôi không phải là nghệ sĩ thì hiện nay tình trạng của chúng tôi là cỡ má giàu. Thiệt. Trời quý vị ơi, trên đời này nó có những cái thứ nó cám dỗ dễ sợ, đồ ăn mà quý vị không bao giờ mà mình... nói chứ không bao giờ hết. Không thiệt á, chết đồ ăn. Phải đây hiểu. Cả nhà ơi, có những đây. Nói có, lưng. Có chứng. Đây ca sĩ Minh Tuyết. Ở đằng sau lưng rồi, đây, của ca sĩ Minh Tuyết là đồ ăn đồ uống. Dạ, đằng sau lưng của nghệ sĩ Trấn Thành là đây, trà sữa nha mọi người nha. Rồi chè. Không. Rồi chưa hết. Trái cây giảm cân. Nhức rồi nát. Đây rất nhiều nữa đây. Ủa cái gì vậy? Mất mặt chúng ta quá mà. Không mà phải nói mấy đứa phục vụ chị kỳ cục quá. Ăn xong không chịu dẹp để sau lưng. Ông bây giờ em phải binh vực thí sinh của mình tí xíu. Là tại vì khi mà đứng trên sân khấu với cái tuổi mà 20 tuổi như thế này mà trình diễn những cái bài hát của ca sĩ Quang Lê, một cái giọng hát điêu luyện mà trời phú như vậy, mà em cũng thấy là bạn này cũng có quan sát đó chứ. Bạn cũng có những cái mà đắm đuối giống như anh Quang Lê, nhưng mà nó không tới giống vậy thôi. Phải binh nhỏ, bởi tôi mới nói là cô Tuyết cô là bạn thân nên cô khó. Em cảm thấy có giống đúng không ạ, anh Hoàng Nhật Nam? Và giống như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ đón trong phần hòa thanh. Vâng, cảm ơn em rất nhiều. Wow, cảm ơn anh rất nhiều và cảm ơn em, chúc mừng em. Anh nhận xét chưa? Nhận xét rồi. Okay. Thật là thâm thúy và xúc tích, rất là cô động, không như ai kia. Mỗi lần phát biểu là 40 phút. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng đến với thí sinh tiếp theo, xin mời. Rồi hát bài này hay em. Vì sao anh nhớ em thế này? Thế ghê thiệt á. Thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay. Tình anh như núi cao biển rộng, gươm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em nghiêm nhiên chiếm ngự hồn anh. Em ơi ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây tơ tưởng riêng với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng rồi sang đường để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Trọn đời mình gần bên nhau,
bà rất là sao nhiều. Sao chị Tư? Thấy sao? À, em thấy rất là vui khi hôm nay được trở lại chương trình Ca Sĩ Thần Tượng và em gặp lại chị Ly và chị Tuyết cũng như anh Nam. Và cũng rất là vui khi chào em, anh mới gặp em lần đầu. Thế em không nhắc gì về anh cả. Người ta định sao nói đi cái mình sao vậy ta? Vội vã. Mình vội vã quá. Em sao gặp anh Trân Thành Hoài trẻ chứ... bây giờ bồng bột ghê á. Chửi xối xả luôn á. Giới trẻ bồng bột kìa. Ok, anh xin lỗi em Như. Anh xin lỗi em Như. Nói giỡn thôi, anh ghẹo em đó em trai. Anh ghẹo em thôi nha. Không sao gì em nói biết anh ghẹo mà. Lành lắm. Nói giỡn với em nói đi kìa. Cảm xúc của em sao chị Tư hỏi em kìa. Cảm xúc em rất là vui, hạnh phúc khi lần thứ hai được trở lại sân khấu này với một cái không gian khác, một cái cuộc chơi khác. Gặp lại được sư phụ của em đó là chị Cẩm Ly, cũng như ban giám khảo ở bên chương trình Từ Đỉnh Sông Ca, chị Minh Tuyết, anh Hoàng Nhật Nam. Rất là vui khi hôm nay được gặp anh Trấn Thành, một người mà em cũng rất là mến mộ và rất là thích. Anh thương em, chưa? Anh thương em. Hài lòng chưa? Cảm ơn em. Nói chung là vậy nè, giọng hát của em về sau chắc là chị Tư với là chị Tuyết sẽ rành. Anh chỉ nói đơn giản vậy thôi, anh rất là ngưỡng mộ giọng hát của em. Anh đi diễn với anh Đan Nguyên rồi. Thì anh nói thiệt với em là anh diễn với anh quá nhiều. Nên hồi nãy anh nhắm con mắt lại, nói trời ơi trời, nó y chang 100%. Mà cái giỏi của em không phải là chị hát, là cái giọng không. Em tải được cái hồn, thật sự. Dĩ nhiên nói để em điêu luyện như ảnh thì không. Tại vì em còn nhiều cái hụt hơi và nó chưa có chắc. Nhưng với anh, xuất sắc rồi, vậy là quá hay. Cảm ơn anh. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành ạ. Nhưng mà có cái này Thành để ý là mà Thành biết là bạn cũng khó khăn vì cái việc đi lại. Nhưng mà hồi nãy bạn ngồi nửa bài, rồi sau đó bạn cứ đứng lên bạn di chuyển đúng không? Là bạn muốn cho nó sinh động hơn tí hay là bạn có cái chủ đích gì không trong cái chuyện đó? Thật sự là lúc đầu thì em muốn mượn cái ghế để ngồi ở đây cho gọi là mình thì khó khăn, mình muốn ngồi cho hát cho nó đơn giản, nó dễ một tí. Nhưng mà thật sự lúc sau thì em muốn đứng lên và cái gì em muốn vượt lên chính mình, em muốn tự đôi chân của mình, em muốn đứng lên để em hát cho quý vị khán giả. Tại vì người ta làm được thì em nghĩ em chắc chắn sẽ làm được. Cũng cảm ơn câu hỏi của Trấn Thành, vì cái đây cũng là cái điều mà anh định chia sẻ. Bởi vì em đã xử lý cái chiếc ghế đó, nó không phải là một cái điểm tựa để em đứng nữa, mà đã trở thành một cái đạo cụ trên sân khấu. Và để em diễn, để em có những cái bước đi tự sự quanh chiếc ghế, để có những cái bước trụ dáng lại để hát những cái câu hát lên. Và anh nghĩ rằng là em đã bước đi những cái bước đi không giống những người bình thường, nhưng những cái chuyển động sân khấu, những bước đi đó nó truyền một cái niềm cảm hứng vô cùng lớn. Và anh nghĩ đó là những chuyển động rất là hoàn mỹ. Và đúng như cái tên của em, quang là ánh sáng, nghị là nghị lực. Và trong tiết mục này em đã truyền được cái ánh sáng, nghị lực đến cho tất cả mọi người, và ai cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hay cảm ơn em. Thế còn giám khảo Minh Tuyết ạ? Thật sự là Tuyết biết được cái khả năng của Nghị hát như thế nào, vì mình đã gặp nhau rồi ở cuộc thi Từ Đỉnh Sông Ca. Hồi nãy khi mà Nghị hát, từ đầu bài tới cuối bài Tuyết không mở mắt, Tuyết chỉ nhắm mắt y như là Trấn Thành để nghe giọng của Nghị. Nói thật, Nghị bắt chước những cái nhã chữ, những cái ngân, những cái luyến của Đan Nguyên rất là giống, giống lắm. Nhưng đối với riêng Tuyết, hồi nãy Tuyết nhắm mắt lại thì Tuyết chưa thấy được cái tình ở trong cái bài này bằng Đan Nguyên. Nhưng mà Tuyết biết rằng Nghị sẽ làm được. Bản chất khi Nghị hát bình thường của mình cũng có chút xíu đã giống, có chất của Đan Nguyên, chút xíu giống Đan Nguyên rồi. Thậm chí Nguyên hát, Nguyên còn giữ ém tí xíu, còn giọng của Nghị rất là mạnh, nó bung ra. Và ở anh này thì có hát á, anh này anh hát á, anh có cái chất tình và cái chất đời rất rất là nhiều, mà nó rất là dễ chạm vào trái tim người đối diện. Em cứ hát, nhưng mà chỉ nghe kỹ kiểu như Nguyên hát như thế nào, nhưng mà đừng có gò quá, tại vì cái đặc trưng của Nguyên là em đã có rồi Nghị. Cảm ơn phần chia sẻ đến từ các vị giám khảo của chúng ta. Và em tin chắc rằng khán giả cũng đã cảm được cái bài hát của anh cũng như cái giọng hát của anh. Chúc mừng anh. Cảm ơn sự yêu thương của bốn vị giám khảo phía dưới dành cho bạn Quang Nghị. Một tràng pháo tay, cảm ơn bạn và chúc mừng cho bạn. Nào mọi người, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng hòa thanh. We'll be right back.
ơi mau về đây, về bên bếp hồng tay cầm tay, cười lên chan chứa tươi làn môi, nhớ phút vui đêm nay. Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây. Nhà ai trong chiều nay lửa đen đốt hồng vai kề vai, và nghe câu hát vui đời ai, hát mãi sao không nguôi. Vì thương yêu đầy nhau, vì thương những mùa mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm nhau. Lửa hồng tươi, ôi nỗi lòng chan chứa, ơi người ơi biết bao cho vừa tình thương của bếp hồng sâu. Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn say, chiều nay vui sống tình yêu, nhớ phút vui không nguôi. Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Chúc mừng hai bạn. Còn bây giờ chắc chắn rồi, anh Hoàng Nhật Nam ơi, anh có muốn chia sẻ điều gì không với tiết mục này ạ? Xin mời anh. Anh thấy hai bạn cũng còn rất là bỡ ngỡ với là sân khấu. Mình cũng có đi qua đi lại đảo đội hình, rồi sau đó rồi thì phần ai nấy hát, thì anh vẫn chưa thấy được cái hồn, cái sự sinh động của cả hai anh em luôn. Mặc dù là giọng hát của hai anh em thì đều rất là tốt, anh nghĩ vậy. Anh không cảm thấy hào hứng lắm với cái tiết mục này. Chắc có thể là do nó thiếu cái năng lượng của cả là Thái Bình với lại Trường Dũng đã chuyển tới. Thái Bình ơi, là em đến với cuộc thi này là do em đăng ký tham gia hay do ai ép em tới thi không? Dạ, tự em đi. À, là tự đi đúng không? Tình nguyện đúng không bé? Hồi nãy giống như hát á, anh nghĩ giống như kiểu gia đình ép em tới đây để mà lấy giải thưởng về rồi mình có tiền đi ăn bữa cơm tối với gia đình. Và em không muốn hát kiểu mà xong chưa đi về chứ không muốn hát nha. Bực lắm rồi đó. Cái kiểu vậy có không? Có không bé? Có không? Dạ không. Không. Vậy tại sao mừng bếp hồng tươi, về dưới mái nhà y như trời phạt đứng ha. Mà căng thì căng. Sao vậy em trai? Hả? Mà thí dụ nha, tôi tưởng tượng nha, mỗi lần sinh nhật con vợ, cái vợ kêu anh chúc mừng em đi,
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Trời ơi, ông hát mà cái bài cha 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 vui gần chết mà tôi với bà Cẩm Ly bên này ngồi nhúng nhúng này nhúng kia thấy bên kia. Người ơi mau về đây bê bên máy. Nhưng mà nhúng xong á nhìn thí sinh có thấy tự quê với mình không? Em nãy em đang nhúng không, á, em anh nhìn vẫn lên. Thanh xuân em, anh vẫn thanh anh xuân. Anh vẫn thanh xuân ạ. Ừ, anh vẫn thanh xuân rồi. Nha. À, cái bài này thì anh Trường Dũng có vẻ bắt được một tí của anh Trường Vũ hơn rồi đấy. Nhưng mà dĩ nhiên nó vẫn còn mơ hồ lắm, nó không phải là thật sự là xuyên suốt được. Anh cứ bị lẫn lộn giữa chú Chí Linh và anh Trường Vũ. Mặc dù em biết anh không cố tình hát giống chú Chí Linh, nhưng trời sinh ra cái giọng anh cố tình giống như vậy. Nhưng mà thật sự em biết anh không có cố tình. Nhưng mà đại khái là anh tiến bộ hơn. Nhưng mà em vẫn thấy nó không đủ cho một tiết mục gọi là để nhái Trường Vũ thì nó chưa có đậm màu. Tại vì anh hát nó phải hoàn toàn tương phản với lại bạn Thái Bình thì nó mới ra cái Trường Vũ Mạnh Quỳnh. Tại vì hai cái đó là hai trường phái khác nhau. Mạnh Quỳnh thì vẫn tốt nhưng mà hôm nay Mạnh Quỳnh hát phù quá. Chắc là ở nhà vợ đang réo hay em tiền điện, tiền nước gia đình tháng này lên quá hay sao? Tại em không quen sân khấu. Rồi thôi về nhà ha, đi. Đi thi mà mình phải đậu chứ, mình phải mình quyết thắng chứ sao kỳ vậy? Từ từ người ta quen sân khấu. Thì quen xong là về đó. Cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Tuấn Thành. Và cảm ơn anh Tư. Chị Tư ơi, cứu thí sinh của em. Tỉnh táo Tư. Cái bài hát á, mà khi mình đứng trên sân khấu á, mà cái tiết tấu nó nhanh như vậy, mà con người mình nó bị rồi dùng từ là nó thụ động, giống như nó buông thõng. Thì trong cái giọng hát mình ra nó cũng không thể nào nó tươi được. Ví dụ bài đứt nhanh mà mình cứ vậy nè, người mà giống như mình buông thõng hết mình hát về đây là nó khác còn về đây mình vui. Ví dụ vậy là cái sức sống trong cái bài hát nó có liền. Cho nên là cái đó cũng có điều rất là quan trọng. Nha. Hồi nãy mà tôi mới dính vô chú về đây buồn. Một bài là về đây đã là kêu khán giả là nó về đây về với tôi đây. Thấy không? Còn bài về đây là nó đi về đó. Tôi về đây. Hiểu không? Hai tâm lý nha. Ok. Có được một cơ hội thì mình phải gọi là ta dùng từ là bung lụa hết đi, phải không? Cho nó có được một cái tiết mục để lại cho người ta vẫn ấn tượng, vẫn hay hơn. Cá luôn á. Ừ. Bây giờ vòng 2 mà có vô cố gắng lắm là chỉ bước qua bên trái một bước. Rồi ơi. Bước qua bên phải một bước. Và đổi microphone qua tay này thành tay bên kia và đưa cái tay này lên lại. Chứ bây giờ nhìn thấy không, nói rất nhiều không phản ứng. Đừng run nữa nha anh, và biết phản ứng với tất cả mọi người nha anh nha. Mọi người vỗ tay mình phản ứng xem nào, vỗ tay lên. Chúc mừng hai bạn nào phản ứng nào. À, phản ứng hóa học này vô nghiệm. Vâng, cảm ơn hai anh rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bình tĩnh để cùng chào đón tiết mục cuối cùng trong vòng hòa thanh này. Xin mời. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, dáng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm mềm mại, một tình yêu thoáng trên tâm ta. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cô nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vòng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đâu. Cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ai. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bối xóa, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Phố
buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi, nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau cố nhân u sầu. Đã lỡ thời gian nào bôi xóa kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dày dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi, nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau cố nhân u sơ, nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau. Giám khảo Minh Tuyết ạ. Duy Long, hồi nãy chị có nói là em hát không có giống Quang Lê, thì trong cái bài hát này em hát khá hơn rất là nhiều, là giống những cái luyến lấy của anh Quang Lê, nhưng chất giọng em nó vẫn không có cái độ sắc của anh Quang Lê. Nhưng em bị một cái lỗi này rất là lớn, đó là cái vì cái cục hơi em nó không có mạnh và không có đầy, cho nên em luyến bị gãy rất là nhiều, và cái nốt em nó không có giữ được chuẩn chắc được. Mà anh Lê ảnh nổi tiếng với những cái nốt luyến lấy của ảnh. Còn cái cách xử lý bài của em, nhất là những cái câu đầu em đổ vào á, thì chị biết là em có nghiên cứu về anh Quang Lê. Cho nên nếu mà em muốn đi sâu vào vòng trong thì chị nghĩ rằng là em cần phải có rất nhiều sự luyện tập mới có thể có được. Cảm ơn em rất là nhiều. Còn riêng về Quang Nghị, Nghị ơi, chị lại thấy Nghị hát bài trước giống Đăng Nguyên nhiều hơn bài này với chị. Nhưng mà vì Nghị hát giống và hát tốt cho nên chị muốn Nghị hoàn hảo hơn nhiều hơn nữa. Tuyết muốn người nào mà đã giống rồi thì phải thật là giống để đi được, đi vào đến cái dòng cuối của chương trình luôn. Cảm ơn Nghị và Long rất là nhiều đã cho tất cả mọi người nghe một cái tiết mục thật là hoài niệm và xuất sắc. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Nói nào nghe chứ riêng mình thì mình thấy mình không khó như Minh Tuyết lần này. Riêng cái phần này thôi thì tôi vẫn cảm thấy là bạn Long hả? Bạn còn rất là trẻ và bạn có cái thay đổi liền sau cái vừa hát bài đơn không ổn lắm. Qua đây là thay đổi liền và hát tốt hơn rất là nhiều. Tôi thấy là bạn có tiềm năng. Nên tôi vẫn thích cái phần trình diễn của bạn vừa rồi. Nó dĩ nhiên nó không hoàn hảo nhưng ít ra nó ổn. Còn về Nghị, đúng như Tuyết nói là Nghị nên nghiên cứu hơn để làm cho cái màu giọng mình giống nhất có thể. Vì mình đã giống được như vậy rồi thì phải làm cho nó hoàn hảo hơn. Nên tôi hy vọng là hai bạn phải về từng người để nghiên cứu cho kỹ hơn. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành và xin được cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp đến từ ban giám khảo của chúng ta. Và cảm ơn hai bạn rất nhiều. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại những tiết mục được trình diễn của các bạn thí sinh trong đêm thi tối ngày hôm nay. Và bây giờ kết quả như thế nào chúng ta hãy cùng nhau nghỉ dưới lại phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
Quý vị thân mến, và bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng nhau hồi hộp chờ đợi kết quả trong đêm thi tối nay đến từ ban giám khảo. Trước khi đó hãy cùng nhau gặp lại bốn bạn thí sinh tuần này. Xin mời. Bây giờ xin mời bốn vị giám khảo, chúng ta sẽ cử đại diện một người. Và xin mời các anh chị đưa tay về nhân vật muốn đề cử ạ. Chưa bao giờ em thấy yêu anh Trấn Xìn như thế này. Một tràng pháo tay cho anh Trấn Thành. Các bạn thân mến, các bạn đến đây với bốn màu sắc của bốn danh ca cho cái dòng nhạc trữ tình này. Và đây là bốn cái biểu tượng âm nhạc mà được rất rất nhiều người yêu nhạc muốn theo đuổi. Trước tiên, cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi những cái phần hòa ca rất là hay. Mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu ở ngoài chúng ta không nghe được, trừ đúng một mình bạn Quang Nghị, thì dĩ nhiên là những bạn còn lại vẫn còn nhiều cái thiếu sót. Bạn hát hầu như là giống Đan Nguyên đến 80-90% rồi. Vì vậy cho nên tôi xin chúc mừng bạn, hy vọng bạn sẽ hoàn thiện những phần thi ở những vòng sau. Tấm vé đầu tiên xin được chúc mừng cho Quang Nghị. Bạn Duy Long, trẻ tuổi, có học hỏi, chịu khó lắng nghe. Nhưng mà thú thật thì dĩ nhiên nói về cái sự khiếm khuyết của em nó còn nhiều. Hơn nữa là tại vì em đang thiếu cái lớn nhất mà một nghệ sĩ cần, đó là tự tin. Vì vậy cho nên xin hẹn là em ở những dịp sau. Chứ còn hai bạn Thái Bình với Trường Dũng là hai trường hợp chúng tôi đang rất là đắn đo. Một, nói về Thái Bình thì bạn hát rất là giống thần tượng của mình. Thế nhưng cái năng lượng tích cực để người ta thấy là bạn thật sự đang thèm muốn được thể hiện mình với khán giả. Cái đó là một điều chúng tôi đang rất là quan ngại. Về anh Trường Dũng, anh hát rất là hay. Thế nhưng trời sinh ra cái giọng anh, tôi vẫn nói là giọng anh Chế Linh. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội nữa. Nếu như tôi muốn được nghe một bài mà anh hát theo Chế Linh, Chế Linh, anh có hát được hay không? Dạ, hồi xưa tới giờ, hồi trước đây tới giờ hát nhạc của anh Trường Vũ không? Phải là Chế Linh. Phải là Chế Linh. Nếu Trường Vũ, rớt. Bây giờ sao? Tôi phải hóa thân thành Chế Linh trong những vòng tiếp theo. Tôi chịu không tôi? Tôi chịu không tôi dạ, là gì? Trường Vũ à? Dạ, không mấy thì rớt chứ chân pháp. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Không không, cho em hỏi nè. Trời bởi ơi. Vì anh sợ là anh hát chú Chế Linh thì anh Trường Vũ anh sẽ buồn ạ. Là vì anh không còn tôn trọng thần tượng mình nữa hay sao? Dạ, tại vì cả xóm ai cũng nói em hát giống Trường Vũ không ạ. Nghe là nguyên xóm nha, nguyên một xóm luôn nha. Chứ cái không phải là người ta nói như vậy. Cho mà biết... số điện thoại từng người tim này, tôi điện tôi nói chuyện với họ. Hình tôi phải cái... nói chuyện là với cái xóm bạn làm bạn hư, tôi nói thiệt. Thật sự là ban giám khảo rất là mong muốn cho anh một cơ hội. À, thưa anh thân mến, việc tôn trọng thần tượng và yêu thần tượng của mình đó là một điều cực kỳ đáng quý. Cái đó Thành nói thiệt. Nhưng mà cái việc yêu thần tượng và thể hiện giọng hát đó là hai chuyện khác nhau. Nếu anh đến với một cuộc thi nào đó, anh phải nên để ý cái tiêu chí của cuộc thi đó. Và trời cho mình khả năng nào, mình làm cái khả năng đó. Nội ngày hôm nay coi tới cái phút này trên YouTube thôi, ông Trường Vũ ông khóc sưng mắt ở nhà. Thật sự. Tôi đảm bảo anh. Và chú Chí Linh đang rất buồn. Đang rất là buồn. Mặc dù trời sinh ra giống Chí Linh cũng không chịu. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ nghe lại câu trả lời cuối câu cùng. Câu trả lời của cuối anh. Cuối cùng. Nhân danh là một thí sinh đứng trước xóm của mình, anh nói thế nào? Chưa bao giờ tụi tôi hòa thuận như vậy. Thật chưa bao vậy. Giờ hãy nắm chặt tay nhau. Đúng vì cái xóm của bạn đó. Hồi nam bộ hãy đời đó. Nào chàng trai của chúng tôi. Vâng. Hãy mang lại linh hồn cho cái hòn nam bộ. Trả lời đi nào anh. Bạn có đồng ý thể hiện giọng ca của Chế Linh ở những vòng sau hay không? Dạ không ạ. Trời ơi trời, thiệt luôn á. Rồi đồng ý. Một tràng pháo tay cho cái tình yêu mãnh liệt dành cho thần tượng Trường Vũ. Cho một lý do cụ thể, mời anh biết tại sao không? Tại vì em cũng cảm nhận được em hát giống Trường Vũ, cả xóm em cũng vậy. Cả xóm em cũng vậy. Cạn lời.
Thôi được rồi, em nghĩ rằng bây giờ cái đó là quan điểm cá nhân rồi. Chính xác, mỗi người đều có một lý tưởng, chúng tôi tôn trọng lý tưởng của anh. Không phải là hoàn toàn không giống, nhưng mà maybe anh có thể tập. Rất tiếc là chắc là chúng tôi sẽ tạm thời chia tay với bạn Thái Bình ở đây. Chúng tôi cần một nghệ sĩ để truyền cái hồn của cái người ca sĩ thần tượng nữa. Riêng anh Trường Dũng, chúng tôi nói anh giống Chí Linh nhưng không, anh vẫn khẳng định anh giống Trường Vũ. Vì vậy phải mời anh hát Trường Vũ ở những dòng sau. Cố lên anh nhé. Vậy là hai thí sinh Quang Nghị và Trường Dũng đã bước vào vòng sau. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Xin mời các vị giám khảo chúng ta bước lên sân khấu ạ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có hai cái tên bước vào vòng thi tiếp theo của ca sĩ thần tượng, đó chính là Trường Dũng và